Khu nghĩa trang ấy thì thông thường là người ta hay là đặt nó nhiều thầy rồi nó cứ lộn xà lộn xộn. Ở Dương Cơ ấy thì là như này, cái đất này là đất âm trạch nhưng mà nó nằm ở dưới gọi là gọi là bình nguyên, đất đồng bằng, cho nên thành ra là gọi là Bình Dương thì mạch chẳng nề chầm gối, cho nên là thông thường là những cái nơi đất âm trạch như này á là người ta sẽ nó nằm trên cái gò hay là trên cái núi nó tương đối to, tức là nó cao, cho nên thành ra là khi mà như thế, cho nên thành ra là trên cả một cái tròn tròn như thế này là cái thửa đất như này thì người ta đặt thì do là cái tư thế là muốn là tựa sơn, cho nên là cái mộ nó cứ xoay bốn phương tám hướng. Đấy, còn một số lại các thầy lại bảo rằng cái thì nhìn vào đình, cái nhìn vào chùa, cái nhìn vào nhà, cho nên là làm cho nó cứ xoay theo bốn phương tám hướng, nên là cái mộ đây đặt nó cứ lộn xả lộn xộn. Chứ đúng ra thì Mỗi mộ một hướng mà. cho nên ra là cả trăm ngôi thì có mộ đâu phải là cả 100 là phát đâu, có ngôi phát có ngôi không phát, thì vấn đề là do là cái kích thước đặt và thời điểm đặt.